Rồi chúng ta cùng trở lại với Vietnam Pool Team Challengers Cup năm 2023. Đến với game đấu thứ tư của session đầu tiên. Và chúng ta cùng tạm thời chia tay với bình luận viên Anh Quang để đến với một bình luận viên ao làng là tôi, tên là Đức Nguyễn. Một người cũng không phải là biết bia quá giỏi, nhưng mà Anh Quang chúng ta tạm thời sang Anh Quang để cho Anh Quang có một chút thời gian đi nạp thêm năng lượng để tiếp tục chinh chiến cùng anh em trong trận đấu cuối cùng của Session 1 cũng như là có 5 trận đấu tới của Session 2 ngày hôm nay. Và người đang chuẩn bị có full break đó chính là Kiên Pháp. Anh đã có một chút vấn đề về xếp bi trọng tài, có vẻ như bi chưa được khít nên là anh đã yêu cầu là xếp bi lại. Việc xếp khít bi là rất quan trọng trong cú phá của các cầu thủ. Nếu mà xếp không khít thì cú phá sẽ không được đi như ý muốn. Tỷ số hiện tại, tỷ số chung cuộc đang là 2-1 tạm nghiêng về The Protector Red Team. Và người được đề ba trong ván đấu thứ tư này là Blue Team, The Challenger, những kẻ thách thức. Đã có hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ, đó là bi mục tiêu số 1 và bi mục tiêu số 4. Một cú phá tốt của Kiên Pháp, chúng ta cũng sẽ tình huống này. Bị cái đã đến được đúng khu vực an toàn, đó là khu vực giữa bàn. Sẽ là một tình huống va chạm và B2 đã không rơi xuống lỗ rồi. Vẫn còn đường riêng dành cho B2 và sẽ là cơ hội được mở ra dành cho Red Team. Người thực hiện cú đánh là Tạ Văn Linh Valita, một nickname rất Tây. Rất nhẹ nhàng và B2 rơi xuống lỗ. Một tình huống điều bi rất chính xác. Một tình huống AF một băng mở ra B3 rất dễ cho The Soldiers. Đây là một cái nền rất mới của Quân Trôi. Một cú cắm bi nhẹ nhàng và bây giờ sẽ đến lượt đi mục tiêu số 5 ở lỗ tít ở phía xa kia dành cho Tạ Vũ Linh. Sẽ là tình huống cắm bi một băng để có thể ăn bi số 6 tiếp theo dành cho người đồng đội Quân Trôi. Hình bi đã rất mở rồi và rất có thể là tỷ số sẽ được mở dành cho Hoàng Quân và Tạ Văn Linh thuộc Red Team. Sẽ là một cú cắm nhẹ một băng để ăn bi 8 ở lỗ tít phía gần màn hình chúng ta. Tôi đã thể hiện được rõ trình độ ao làng của mình khi vừa rồi thì đã không có một cái băng nào sau cú đánh vừa rồi cả. Vâng, và có lẽ là tình huống cuối cùng, tình huống quá đơn giản dành cho Tạ Văn Linh ở bi số 9 này. Và tỷ số sẽ là 1-0 dành cho bộ đôi Hoàng Quân và Tạ Văn Linh. Red Team đã vươn lên dẫn trước một cách rất đơn giản ở ván đấu đầu tiên sau sai lầm của Phương Nam bên phía Blue Team. Trận đấu trước thì Đặng Từ Sơn đã có trận thắng đầu tiên cho Blue Team. Và chúng ta cùng xem trận đấu này liệu rằng Kiên Pháp và Phương Nam có thể san bằng cách biệt được hay không. Người sẽ phá bi ở ván thứ hai đó là Tạ Văn Linh. Ván đầu tiên thì Kiên Pháp đã có một phá rất tốt, đã có một bi mục tiêu rơi xuống lỗ, hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ, đó là bi mục tiêu số 4 và bi mục tiêu số 2. Bi mục tiêu số 1 đã ở một vị trí khá thuận lợi rồi. Bị mục tiêu số 3 và bị cái đang khá thẳng. Sẽ có một chút khó khăn cho việc điều bị mục tiêu số 4 ở phía bên này. Sẽ là một tình huống đưa bi mục tiêu, chính xác là bi mục tiêu số 5 về lỗ tít gần này dành cho quân trôi. Mới đây thì Hoàng Quân cũng đã tham gia giải đấu có quy mô với mức tiền thưởng kỷ lục tại Trung Quốc, đó là Haybol. Rồi, lại một hình bi không thể dễ hơn dành cho Red Team. Một tình huống trô đi cái để có thể ăn bi 8 dễ dàng ở lỗ tít cần. Một băng và mở ra một con 9 để kết thúc ván đấu thứ hai, nâng tỷ số lên 2-0. Tận dụng tốt sai lầm của đối thủ và tận dụng tốt tình huống được phá bì. Hoàng Quân và Tạ Văn Linh đã nâng tỷ số lên cách biệt là 2 ván đấu. Và chúng ta cùng chuẩn bị đến với ván đấu thứ 3. Và ở ván đấu thứ 3 này thì bộ đôi Kiên Pháp và Phương Nam sẽ được quyền phá bì. Vâng, bạn Nguyễn Văn Yên ở trên Facebook của Vietnam Billiards Promotion có comment là Tạ Văn Linh sao giống Công Vinh bóng đá có vậy. Vâng, bạn nói thì tôi mới nhớ ra vì tôi đã ngờ ngợ rồi. Một nét mặt cũng như là một mái tóc khá giống với cựu tiền đạo của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Lê Công Vinh. Đây là tình huống phá bi của Phương Nam. Phương Nam là người đã chém con 2 không chính xác ở ván đấu đầu tiên. Và ở tình huống được phá bì thì có vẻ như anh cũng đã không làm tốt nhiệm vụ của mình khi đã không thể đưa bất kỳ một bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ. Điều 3 băng để đưa đi cái tiếp cận được vị trí thuận lợi dành cho bi số 2. Là một cú, một tình huống va chạm với bi số 8 nhưng không hề ảnh hưởng gì đến đường bi số 3 cả. Những tình huống va chạm như vừa rồi thì cũng đã nằm trong toan tính của quân trôi rồi. Trận đấu đang diễn ra rất thuận lợi cho bộ đôi Hoàng Quân và Tạ Văn Linh của Red Team. Sẽ là một tình huống trô để ăn bi số 4 ở bằng phía xa kia. Vâng, cú ra đầu gậy rất nhẹ nhàng và đó là một tình huống điều bi hoàn hảo của Tạ Văn Linh. Sẽ là một tiếng cú lê á phê hai băng để đưa sư bạn một băng để đưa đi cái vào góc đánh số 6. Cú cắm cơ một băng nhẹ nhàng thôi là cũng đủ để ăn bi số 7 rồi. Và hiện tại cũng chỉ còn có vỏn vẹn 3 bi mục tiêu ở trên mặt bàn mà thôi. Và hình bi thì không còn bất kỳ những trở ngại nào dành cho Hoàng Quân và Tạ Văn Linh cả. Và tỷ số sẽ là 3-0 dành cho Hoàng Quân và Tạ Văn Linh. Mặc dù đây là một con bi khá đơn giản nhưng chúng ta cũng có thể thấy rằng Tạ Văn Linh cũng đã rất chỉnh chu trong cú đánh của mình. Và 3-0, cách biệt 3 ván đấu khá trong vánh dành cho Red Team. Tại Vietnam Pool Team Challengers Cup lần này thì tất cả các trận đấu đều thi đấu theo thể thức chạm 5. Việc thi đấu theo team với thể thức thi đấu đồng đội cũng là một điều khá thú vị và cũng rất khác so với việc thi đấu cá nhân, bởi mỗi tính toán và góc đánh của các cầu thủ là rất khác nhau. Và việc kết thúc đi mục tiêu để lại tình huống cơ cho người đồng đội của mình cũng sẽ là những tình huống các cầu thủ cũng phải tính toán. Người phá bi là The Shoulders, Quân Trôi. Như vậy là đã có 2 bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Đó là bi mục tiêu số 1 và bi mục tiêu số 7. Một hình bi khá mở. Đây sẽ là cơ hội dành cho Hoàng Quân và Tạ Văn Linh nâng tỷ số lên 4-0 để chạm tới ván hưu của mình. Rõ ràng Red Team đang thể hiện một phong độ ấn tượng hơn so với The Blue Team của Thế Kiên và Phương Nam. Dường như là các cầu thủ của Blue Team cũng chưa được đánh mấy ở trong trận đấu này. Tuy vậy thì vừa rồi là một tình huống đánh lỗi của Hoàng Quân. Đó là một tình huống của bi khá đơn giản, nhưng có vẻ như Hoàng Quân đã đánh hơi mỏng, không chính xác là hơi dày bi trong tình huống vừa rồi. Và người đang được vào bàn là Kiên Pháp, tay cờ sinh năm 1982, một trong những huyền thoại của làng Billiards Việt Nam. Sẽ là một tình huống cú lưới AF đi số 3 để đưa bị cái về phía bên này. Rất vừa lực. Chỉ còn lại 4 bi mục tiêu trên bàn mà thôi. Và bây giờ đến được lượt trọng trách dành cho Phương Nam. Cũng như Kiên Magic thì Phương Nam và bà xã của mình cũng là một hot tiktoker với rất nhiều những content đa dạng và rất sáng tạo ở những trang mạng xã hội. Vừa qua thì Phương Nam cùng các tay cờ Việt Nam cũng đã có mặt tại Man Dip để tham dự giải Man Dip Open năm 2023. Đây cũng không phải là một con bi thực sự dễ dàng dành cho cầu thủ Kiên Pháp của chúng ta. Đã có một chút lưỡng lự trước khi quyết định ra đầu gậy của Kiên Pháp. Rồi, và có vẻ như đã không có một sai lầm nào xảy ra một lần nữa cả. Tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho Thế Kiên và Phương Nam. Chúng ta cùng chuẩn bị đến với ván đấu thứ 5 của trận đấu này. Cảm ơn khoảng 300 anh em ở trên Facebook Vietnam Billiards Promotion cũng như là 1.000 anh em trên luồng YouTube của chúng tôi đang theo dõi trận đấu này cũng như giải đấu Vietnam Pool Team Championship, số bạn Vietnam Pool Team Challengers Cup năm 2023. Vâng, bạn Xưởng Mũ Lưỡi Chai có hỏi trên luồng YouTube là cơ cấu giải thưởng như thế nào vậy bình luận viên ơi? Chứ thấy các bác tê tái quá. Vâng, giải thưởng cho đội vô địch là dưới 1 tỷ đồng nhanh nhá. Rồi, chúng ta cùng đến với những diễn biến của trận thứ 5 của game đấu này. Một tình huống cân bằng không tốt của Phương Nam, nhưng đã có một chút may mắn dành cho The Blue Team khi bi số 3 và bi cái đã bị chắn bởi bi mục tiêu số 8. Sẽ là một tình huống sút tê chăng? Một tình huống bi cái, bi số 3 và lỗ tít ở phía xa kia khá thẳng. Nhưng có vẻ như Hoàng Quân đang tính toán một thứ gì đó. Phải chăng anh muốn thực hiện một tình huống A băng? Như vậy ở góc máy này thì chúng ta có thể khẳng định được đây là một tình huống A băng của anh Quân Trôi rồi. Một tình huống A 3 băng của Quân Trôi rất chính xác. Sẽ là một tình huống bi khó để lại dành cho Blue Team. Có vẻ như bi số 3 vẫn còn đường riêng để về tít. Tuy vậy thì đây sẽ là một tình huống mà chúng ta thường phải nói là phải diễn đấy. Vẫn là một nên mặt khá năm chiều của Kiên Pháp. Vâng, đó là một tình huống trong công có thủ, một lựa chọn tuyệt vời của Kiên Pháp. Giờ đây thì sự khó khăn một lần nữa lại đến dành cho Red Team, và cụ thể là tình huống của Tạ Văn Linh. Bi số 1 chưa bạn bị mục tiêu và bi số 3 chắc chắn đã mất đường rồi. Tiếp tục là tình huống A băng. Lần này có thể là sẽ làm một tình huống A1 băng của Tạ Văn Linh. Tuy vậy thì để mà kiểm soát được bi cái và bi mục tiêu số 3 là khá khó. Sau tình huống này thì A băng này cũng không phải là quá khó nếu để cho bi cái và bi mục tiêu số 3 chạm vào nhau. Nhưng vấn đề là ở đường bi sau đó sẽ là rất khó kiểm soát. Vâng, vừa rồi gần như là một tình huống muốn ăn trực tiếp bi số 3 ở lỗ tít phía trái của chúng ta, nhưng đã không có may mắn dành cho Tạ Văn Linh. Ở giờ đây thì sẽ là một tình huống phải chặt bi số 3 ở lỗ tít. Và người thực hiện tình huống này đó chính là Phương Nam. Kiên Pháp đang có những chia sẻ dành cho người đàn em của mình. Đây là những tình huống bàn bạc của những đồng đội với nhau để có thể đưa ra một phương án tối ưu nhất cho một đường bi khó này. Và chúng ta cùng chờ đợi phương án giải quyết vấn đề của Phương Nam trong tình huống bi này. Và chẳng đây là một tình huống thủ bi chăng? Chính xác là như vậy, đó là một tình huống thủ bi. Có vẻ như là vẫn còn đường để chạm bi số 3. Vâng, có vẻ như cái bĩu môi vừa rồi của Quân Trôi thì chúng ta thấy đã đây là một tình huống bi khó rồi. Đường thì có vẻ như vẫn còn. Chắc chắn sẽ là một tình huống tính toán thật tỉ mỉ để có thể thủ lại bi số 3 này. Vâng, bạn Lâm Gấu Box Blocks có nói là không thể hiện đồng hồ đếm ngược nhỉ. Vâng, việc luật ban đầu của giải đấu năm nay thì có điều kiện bắt buộc là mỗi cơ đánh phải thực hiện trong 40 giây. Tuy nhiên thì sau những ý kiến đóng góp của các vận động viên thì ban tổ chức đã quyết định không giữ luật 40 giây trong một tình huống đánh bi nữa. Và các cầu thủ có thể thời gian, có thêm nhiều thời gian để có thể toan tính chọn đến tình huống bi của mình. Và vừa rồi là một tình huống chạy đạn khá tốt của Hoàng Quân. Vâng, bạn Hoàng Nguyễn có nói là xem đôi co như này mới hay. Tất nhiên môn thể thao nào cũng thế thôi. Tình huống căng thẳng, tình huống đấu trí mới là những tình huống thực sự cuốn hút chúng ta. Còn tình huống một trận đấu một chiều thì là những trận đấu không thực sự quá hấp dẫn. Và tất nhiên thì các cầu thủ góp mặt trong giải đấu lần này đều là những cầu thủ phải nói là top đầu rồi. Thì những tình huống chạy đạn và những tình huống như này để toan tính và căng thẳng chắc chắn là diễn ra rồi. Vâng, lại một tình huống thể hiện đẳng cấp của Kiên Pháp và làm cho bạn Hoàng Nguyễn thêm phần suýt xoa là cái chắc chắn rồi. Một tình huống trô mà chúng ta thường nói là trô lên cái ô tô ấy ạ, để giấu B3 quá tuyệt vời, lực là quá tròn trịa để B3 ở nằm phía sau tận 20 mục tiêu, là bi mục tiêu số 9 và bi mục tiêu số 4. Vâng, điều gì vừa xảy ra vậy? Một tình huống đánh quá đẹp mắt của Phương Nam. Chúng ta cũng sẽ tình huống này. Một tình huống A băng xẻ bi về lỗ tít quá mãn nhãn, thực sự là như vậy. Và có lẽ tình huống vừa rồi chúng ta cũng chỉ được thấy ở những tay cầu tốc đầu mà thôi. Lại là một tình huống thủ bi của Hoàng Quân. Lần này thì có lẽ là quá khó rồi. Đây có lẽ là tình huống thủ bi. Tất nhiên là vẫn có thể tính toán một tình huống A băng, nhưng mà để có thể ăn hoặc là kiểm soát được đi mục tiêu số 4 và mình đi cái thì thực sự là một bài toán cực khó. Chúng ta cùng chờ lời giải của bộ đôi Kiên Pháp và Phương Nam trong tình huống này. Có vẻ như là Kiên Pháp ở Phương Nam muốn có một cú A bằng giấu bi chăng, đưa bi cái chạm nhẹ bi mục tiêu số 4 để bi cái và bi mục tiêu số 4 vẫn bị lấp bởi bi mục tiêu số 7. Chúng ta cùng chờ xem dự đoán của tôi là có chính xác hay không. Đúng là như vậy, nhưng chỉ đáng tiếc là bi cái và bi mục tiêu số 4 không tìm thấy nhau trong tình huống vừa rồi mà thôi. Ball in hand dành cho các cầu thủ đến từ đội đỏ. Dẫu sao thì để giải quyết bi cái này, tình huống này cũng không phải là đơn giản, kể cả các cầu thủ được đặt bi. Sẽ là một tiếng chạy bi tiếp theo, một tiếng thủ tiếp theo. Đây sẽ là một tình huống mà Tạ Văn Linh sẽ hoàn thiện nốt toàn tính của hai cầu thủ đội xanh đã xử lý hỏng trong tiếng vừa rồi. Vâng, lại khó rồi. Một cái bĩu môi đến từ khuôn mặt của Kiên Pháp. Á phê một băng. Đây là lựa chọn duy nhất rồi. Lại là một tình huống đánh hỏng của đội xanh. Và liệu rằng đây sẽ là một tiếng cộng bi hay là lại một cú chạy đạn đây. Một đường cờ đấu trí của hai bộ đôi. Tiếp tục là một quyết định chạy đạn. Sẽ không có một tình huống cộng trừ nhân chia nào đây cả. Vâng, bạn độc như thịt vịt, cứ nói là bi này mà đặt thì cũng không ăn được. Vâng, bi này có lẽ là toàn tính đến mức mà khi nào các cơ thủ đối thủ đánh lỗi thì thôi, lỗi để có thể phá mở ra đường bi thì thôi. Đây là một tình huống chạy đạn và có vẻ như bi số 4 và bi số 7 đã bắt đầu có một chút chia lìa rồi. Bi số 7 thì đã có thể mượn má bi số 4 ăn lỗ 10 rồi. Và đây sẽ là một tình huống A Băng theo tôi là quyết định của ván đấu này. Nếu như mà Kiên Pháp thực hiện lỗi một tình huống này nữa thì có lẽ là thế bi sẽ được giải quyết dành cho bộ đôi Hoàng Quân và Tạ Văn Linh. Và cơ hội được mở ra dành cho Hoàng Quân và Tạ Văn Linh sẽ là một cú chém bi số 4 về tít. Vì vậy thì đây là một tình huống cũng khá là thách thức đấy. Bi cái côn băng và khoảng cách giữa bi cái và bi mục tiêu số 4 cũng khá xa, và đặc biệt là bi số 4 cũng không phải là một tình huống côn băng. Và đúng những gì tôi lo lắng đã xảy ra, đó là một cú đánh không chuẩn xác của Tạ Văn Linh. Và một cú chặt bì ở góc đối diện sẽ dành cho Thế Kiên và Đặng Phương Nam. Là một tình huống quyết định cân bi 4 về tít, và vấn đề ở ván đấu này đã được giải quyết, và chúng ta cùng chờ xem là Kiên Pháp và Phương Nam có thể hoàn thành ván đấu này ở trong cơ hội được vào bàn lần này hay không. Tiếp tục là một cú đánh chính xác. Sẽ là một tình huống phê một băng. Không, chỉ cần một tình huống ở góc như này thì chúng ta rất khó để xác định vị trí chính xác của bi số 7 để có thể biết được rằng đây là một tính toán đánh lỗ 10 hay lỗ tít. Vâng, AF một băng để có thể đưa 7 vào lỗ 10. Rồi, cuộc đấu trí tại ván đấu thứ 5 đã đi đến hồi kết rồi. Và nếu không có sai lầm nào quá bất ngờ diễn ra thì tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho Thế Kiên và Phương Nam. Bi số 9 chắc chắn sẽ nằm xuống mà thôi. Vâng, tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho Thế Kiên và Phương Nam, mà chúng ta cùng đi đến ván đấu thứ 6 của trận đấu này. Ở ván đấu thứ 6 này thì Tạ Văn Linh sẽ là người phá bi dành cho đội đỏ. Vâng, bạn Tuấn Hùng Lưu nói là ông bình luận viên không biết gì về bia. Vâng, tôi nhận luôn là tôi cũng từ đầu nó tôi là bình luận viên ao làng rồi. Đang gọi là chữa cháy để cho anh Quang có thể đi nạp ít năng lượng để có thể phục vụ anh em tiếp tục thôi. Về cơ bản là tôi cũng biết đếm từ 1 đến 9 và biết được là luật của 9 bi như nào. Tôi cũng đã có chơi bia, tôi cũng chia sẻ như vậy. Tất nhiên là chơi ở trình độ nghiệp dư thôi anh em ạ. Còn chuyên nghiệp thì tôi không dám ý kiến, không dám màu mè nhiều. Rồi, một tình huống cả hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ và trong đó được khuyến mãi thêm bi cái nữa. Ở tiếng vừa rồi thì có vẻ như quân Soldier của chúng ta đã hơi vội vàng cho cú đánh bi của mình. Đây sẽ là một cơ hội cho đội xanh có thể gỡ hòa. Nhưng rồi đó là một tình huống cắm cơ có vẻ là hơi quá tay của Kiên Pháp, khiến cho góc đánh bi số 4 là hơi khó một chút dành cho người đội của mình. Chỉ còn lại 3 bi mục tiêu ở trên bàn mà thôi. Và có lẽ là bi mục tiêu số 5 là con bi khó nhất rồi. Rồi, khi khó thì đã có Kiên Pháp. Con 6 này thì có lẽ là đơn giản rồi, một băng thôi là lên để mở ra đường cho bi số 9. Có vẻ như là Phương Nam đang hơi tê tê một chút so với Kiên Pháp. Những tình huống điều bi của Phương Nam thường không thực sự được tròn trịa và trọn vẹn dành cho người đội của mình, nhưng không sao. Ván đấu cũng đã kết thúc có lợi dành cho Thế Kiên và Phương Nam để san bằng cách biệt 3 đều tại game đấu này. Game đấu thứ tư của session đầu tiên. Vâng, rất nhiều những comment ở trên YouTube nói rằng đây là cơ hội bật tôm dành cho Thế Kiên và Phương Nam. Tuy nhiên, mọi điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước. Và cơ hội ở ván đấu này dành cho đội xanh của Phương Nam để tiến tới ván hữu nếu như Phương Nam thực hiện một cú break hoàn hảo. Không có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ, chính xác là như vậy. Và bi mục tiêu số 1 thì lại đang ở một vị trí quá thuận lợi để toàn tính những đường cơ sau dành cho Tạ Văn Linh. Ở phía ngoài thì sau cú phá của mình thì Phương Nam cũng đã nhoẻn miệng cười, có vẻ như anh cũng không hài lòng lắm với phong độ của mình trong trận đấu này. sẽ là một tình huống hơi khó dành cho Hoàng Quân. Sẽ là một tình huống hơi có đấu tay của Hoàng Quân để đánh bi số 2. Vâng, vẫn là một tình huống cắm cái rất chính xác của cầu thủ lão luyện Quân Trồi, hay chúng ta còn được biết với nickname mới của anh là Quân Soldier. Nhìn hình bi thì có lẽ là cũng không còn vấn đề gì quá khó rồi. Ván đấu sẽ được quyết định dành cho đội đỏ dựa trên những cú đánh của chính các cầu thủ Hoàng Quân và Tạ Văn Linh mà thôi. Có vẻ như là Tạ Văn Linh đang toàn tính một tình huống cộng bi, mượn má bi số 4 để ăn bi số 9 chẳng. Vẫn sẽ chủ động đưa bi số 4 về lỗ 10. Xin lỗi bạn, bi số 5 về lỗ 10. Và có những quan tính dành cho bi số 9 để giải quyết sớm game đấu này. Như vậy là bi số 9 đã rơi xuống lô. Và trận đấu, game đấu thứ 7 của chúng ta đã kết thúc một cách rất chóng vánh với chiến thắng dành cho Hoàng Quân và Văn Linh. Một tình huống có bi chuẩn xác của cầu thủ Tạ Văn Linh, người có một nickname rất tây đó là Valita. Và chúng ta cùng tiến đến ván hưu dành cho đội đỏ của Hoàng Quân và Tạ Văn Linh trong nội dung đánh 2-2 của session đầu tiên này. Người phá bi là Hoàng Quân với một cú phá đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Có vẻ như bi mục tiêu số lỗ là bi mục tiêu số 5, một cú phá tốt của Hoàng Quân. Tạ Văn Linh đã phải dùng đến lết rồi. Liệu rằng đây có phải là một tình huống chạy đạn của Tạ Văn Linh hay không? Đưa bìm cái nằm sau bìm tiêu số 3. Phải đó là một tình huống đưa bi số 1 một băng. Và đã có một thế bi quá đơn giản dành cho đội xanh. Chỉ có một chút khó khăn là Kiên Pháp phải có hơi cò tay trong tình huống đánh mà thôi, khi mà bìm mục tiêu số 1, xin lỗi, bìm mục tiêu số 8 đang nằm sát với bi cái. Đường xa ướt mưa và một thế bị khó. Liệu có thể làm khó được Phương Nam trong cú đánh này hay không? Như vậy đã có một tình huống đánh lỗi rồi. Bị cái đã chạm vào bi mục tiêu số 4 trước khi chạm vào bi mục tiêu số 1. Và combo lỗi đã đầy đủ khi mà bị cái còn rơi xuống lỗ. Lại là một cái lắc đầu tiếc nuối dành cho Phương Nam. Rõ ràng trong trận này Phương Nam đang thi đấu với phong độ không phải là cao nhất của mình. Một gương mặt khá buồn đến từ cầu thủ Phương Nam. Cơ hội để cho Quân Sorer và Valita kết thúc trận đấu này. Điều một bằng rất ngọt của Tạ Văn Linh. Đã có một tình huống cắm bi rồi. Hình bi là rất mờ và không có gì có thể nghi ngờ về việc cơ hội đang là rất lớn dành cho đội đỏ trong trận đấu này. Một cú chặt bi mục tiêu số 7. Có lẽ đây sẽ là tình huống bi khó nhất còn lại rồi. Và về tận chân công trình dành cho bi số 8 thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Một chiến thắng tiếp theo dành cho Red Team ở trong session 1 này. Vâng, có vẻ lại nhanh Quân cũng có một tình huống muốn chắc chắn khi phải bôi tí lơ cho nó cẩn thận. Hơi mạnh một chút ở tình huống cắm cơ vừa rồi. Và sẽ là một chút khó khăn dành cho người đồng đội của mình ở cú đánh quyết định này. Nhưng không sao cả. Tạ Văn Linh vẫn đang thể hiện một phong độ xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay. Và kết thúc